Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị liên quan tới câu chuyện là hai mẹ con dành nhà cho ở nhờ. Thì hôm nay là ngày 7 tháng 3 cô chú anh chị. Thì cũng chính là cái ngày này của năm ngoái. Thì cũng chính giờ phút này thì cô Ve tuyên bố với truyền thông rằng là Hồng Loan là con nuôi của chúng chị xảy ra cái vụ lùm xùm trong suốt một cái thời gian vừa qua, khiến cho rất là nhiều người rất là bức xúc liên quan tới câu chuyện của hai mẹ con này. Là đi lên mà giành nhà, rồi là lên là nói Hồng Loan sử dụng giấy khai sinh giả, rồi nào là đi mà kêu gọi quyên góp từng viên đá cho cố nghệ sĩ để mà ông mắc nợ. Thì cũng nổ ra từ cái ngày hôm nay của chú anh chị ha. Rất là bức xúc luôn của chú anh chị ha. Đó. Thì liên quan tới mẹ con của Sáu á, thì bây giờ hiện tại á, thì ai cũng tẩy chay rồi. Nói chung á, là Hồng Loan thì hôm qua là được đi làm đẹp thì chuẩn bị mở thêm một cái cửa hàng thứ ba nữa rồi. Đó là làm Hồng Loan thì làm ăn làm ga. Còn mẹ con của Sáu có chú gì không? Bây giờ phải bán bún bò. Bán bún bò mà còn than ế lên ế xuống. Tại nổ quá mà. Nghĩ sao vậy, ngày than ngày lúc đầu á, ngày khai đó là nó ngày bán 500-600 tô nổ cho dữ. Bây giờ đâu ai ủng hộ đâu. Với em nói thật sự ra cái câu chuyện nó đã quá rõ ràng rồi. Bây giờ chỉ còn chờ pháp luật để mà kết luận nó là xong rồi đó. Chứ còn đường nào thắng nữa, đúng không? Còn Hồng Loan bây giờ chuẩn bị đi nước ngoài lưu diễn đó, cô chú anh chị thấy không? Đó, đã đi xin visa rồi thì chuẩn bị mai mốt gì là chuẩn bị đi Úc lưu diễn rồi. Đó, một cái người mà mới đi hát có một tháng thôi, bị người ta chê dở nè, bị người ta chê dốt nè, bị người ta chê rằng là hát không hay bằng mình thì mang nhục này kia. Mà cuối cùng người ta được đi lưu diễn, người ta được đi hát. Còn mình á, mình chê người ta, mình nói này nói nọ, mà bây giờ mình lại ở nhà bán bún bò. Thì bởi vì coi ai dở, ai dốt và ai biết nhục hơn cô chú anh chị ha. Thì đây là cái thông tin đầu tiên mà muốn chia sẻ để chúng ta nhìn lại trong suốt một thời gian vừa qua, một năm vừa qua hơn cô chú anh chị ha. Thì cái thông tin thứ hai thì tiếp tục em lên phản biện liên quan tới cái cô mì xào hơn cô chú anh chị ha. Thì hôm qua là ra tập 89. Thì tập 89 thì có những cái vấn đề rất là đáng nói ha cô chú anh chị ha. Chị này á, chị nói rằng á, chị đâu có rảnh đâu mà chị lên mạng chị xem thời gian của chị là để dành để du lịch. Mà em thấy lâu lâu bà mới đi du lịch một lần, chứ đâu phải là ngày nào bà cũng đi, mà tiền đâu có đi nhiều. Bây giờ đâu còn nhà, đâu còn bán vàng đâu. Vậy là trời, đứa đứa chưa đứa con rồi, bây giờ chủ yếu tiền trên YouTube thôi. Tại vì cái thời gian vừa qua bà không lên clip á, thứ nhất là bà không có chủ đề. Đó, bà không biết nói cái gì. Cái thứ hai á là do nhà bà có đám giỗ bà khoe đó cô chú anh chị. Đâu có lên clip được. Tại vì ngày xưa cái bà này bà nói với em á, là bà mà muốn lên một clip á, là phải bà mới đi tìm hiểu cả 1-2 ngày bà mới lên một clip, rồi bà chỉnh sửa một ngày nữa thì mất 2-3 ngày bà mới lên clip. Đúng đó, đó là ngày xưa bà nói đó cô chú chị. Bây giờ la là đâu có rảnh rỗi đâu mà lên mạng xem. Thật sự ra trên mạng nói cái gì bà cũng biết trơn á. Trên mạng xảy ra cái lụ lùm xùm mà giữa chị Bánh Tét với mẹ con cô Ve với chị Ni á, bà cũng biết đó. Mà nói xấu bà cái gì mà cũng biết hết trơn cô chú chị. Thậm chí là nói rằng tại sao mà cái clip của bà ít view như vậy, bà cũng biết luôn. Mà bà lên mà nói rằng tôi đâu có thời gian đâu lên mạng rảnh rỗi tôi xem mấy tin tức này, tôi lên mạng là chỉ cho vui thôi cô chú chị. Nói giống như là tự tát vô mặt mình vậy đó. Đó, giống như vừa nói xong rồi tự tát. Ủa, cô không lên mạng á, lấy gì mà cô biết những cái tin tức đó mà cô nói, đúng không? Thì thôi mình nói mình lên mạng đi, mình đặt ung dung nữa. Nói rằng là mình không mình lên mạng cho vui. Mình nói rằng là đâu rảnh đâu xem những tin tức. Đâu rảnh đâu mà sao có những cái tin tức này vậy hả? Nếu mà mình không xem làm gì có cái mình nói à, đúng không? Cái người ăn nói rất là hai lời ha cô chú anh chị ha. Một cái nữa là chị nói rằng á là cái clip của chị á có 7.000 á là do bên kia vào báo cáo do chị đăng cái gì lên á. Em nói chị nghe nè, bây giờ chị thử báo cáo clip em coi, chị báo cáo giùm em coi chừng nào mà xóa clip, đúng không? Đó, tại chị đăng bây giờ người ta không thích xem, người ta không có view nữa, nên á ít view là chuyện bình thường, chứ đâu phải chị làm má thiên hạ là mẹ thiên nhiên đâu, lúc mà đăng lên có nhiều view, đúng không? Chứng tỏ rằng là chị nói bây giờ còn không ai xem nữa. Tại vì thậm chí còn một số người ta quan tâm coi chị lên chị nói cái gì, có thông tin gì mà khai với mẹ con cô Ve hay không, hay là có lý do tại sao mà chị quay xe không thôi. Chứ thật sự ra đâu ai thèm nhiếm xẻ tới chị, có chị cũng được mà không có chị cũng được, chứ đâu ai quan tâm như ngày xưa. Tại vì ngày xưa tưởng đâu chị cũng là cái người đàng hoàng tử tế, chị đến chị bảo vệ mẹ con, bảo vệ Hồng Loan này kia. Cuối cùng ra chị là con người mà gọi là hai mang hai mặt, quay xe rồi trách người ta vô ơn.
đó khi bây giờ đâu ai xem đâu. Chị coi đi, ngày xưa một clip của chị mấy trăm ngàn, bây giờ còn vài chục ngàn, thậm chí mấy ngàn là cái chuyện bình thường. Mà chị đổi thường gần báo cáo để xóa clip của chị thì ai báo cáo? Phe nào báo cáo? Hồng Loan là báo cáo mà ai báo cáo được? Em nói chị, trời, còn nói chị nói rằng là chị chia sẻ về một cái hoàn cảnh lên tới 40-50 ngàn để giúp được em ấy rồi mà tự nhiên bị bên Hồng Loan vào báo cáo. Trời, em nói chị nha, nếu mà chị muốn giúp á thì chị chia sẻ một cái clip riêng về em đó, chứ không phải là lồng ghép cái câu chuyện người ta khó khăn rồi xong rồi chị nói khúc đầu á, là chị nói à chị đã giúp rồi, xong cái khúc sau á chị bay vào chị chửi chị trách, rồi giống như là chị phân tích về Hồng Loan và chị Ly. Ủa sao kỳ vậy? Nếu mà mình muốn biết á, cái thực sự cái clip của mình đã nói về cậu đó có giúp một cái đứa bé khó khăn đó ai giúp hay là có người dùng người xem hay không á, thì mình nói một clip thôi, nó liên quan về vấn đề đó thôi. Sao chị lại nói khúc đầu với đó và khúc sau khúc này là sao, đúng không? Mà em nói chị nè, muốn giúp á là chị đã kêu gọi được bao nhiêu tiền rồi, hoặc là chị sử dụng tiền túi của chị giúp em ấy được bao nhiêu tiền rồi, em ấy đã nhận được cái lợi ích gì từ cái clip của chị rồi mới gọi là giúp, chứ đâu phải là lên chị nó giúp sao đơn giản, giúp chị là à tôi có cái thông tin là bé đó nó bị bé nó khó khăn gì, tôi đăng lên cái là à tôi đã giúp bé đó rồi, thật sự cũng có giúp, nhưng mà vậy không đáng khoe chị ơi. Chị sống già hai thứ tóc rồi, có con có cháu rồi đó, giả sử như chị muốn giúp thì chị chạy xuống cái nơi đó chị tìm hiểu xong á chị bỏ tiền túi của chị ra giúp đó, chị trách Hồng Loan là muốn giúp người là phải như vậy, thì bây giờ chị giúp người là phải như vậy chứ, đúng không? Tại sao mình nói mình trách người ta được mà bây giờ mình giúp mình là chỉ là lên mạng mình chia sẻ thì ai làm được chị, đúng không? Nhưng mà em không làm được đó vì cái lương tâm em không có cho phép. Lương tâm không có cho phép là sao? Khi mà mình đang nói chuyện về Hồng Loan, khi mà mình đang chia sẻ về vấn đề drama này á, thì mình đem câu chuyện của người khác lên, cũng giống như là mình lấy cái câu chuyện đau thương của người khác lên để mà làm cái tiêu đề để mình nói về cái câu chuyện của Hồng Loan để cho nhiều người người ta vô người ta đồng cảm thế kia. Không có, em không có làm gì được, tại vì á em còn có lương tâm, còn chị bây giờ chỉ còn có lương tháng thôi, chị không còn lương tâm nữa chị mới đem vô, đúng không? Đó, nhưng mà thương người ta bay xuống người ta giúp đỡ rõ ràng, người ta có gì có kia, còn chị đem cái câu chuyện này vào để cho để chị khoe với mọi người, chị khoe với Ni rằng á em biết cái ý định của chị á, chị khoe rằng chị đem những cái trường hợp này vô là chị nói rằng à tôi nè, không tôi còn chia sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh nè, còn Ni á à, tại sao mà nó không đi chia sẻ những hoàn cảnh khác khó khăn khác mà đi giúp Hồng Loan? Ủa người ta muốn giúp ai kệ người ta, ta muốn giúp như thế nào kệ người ta, sao mà chị nói giống như là bây giờ là người ta phải giúp theo giống như chị mới gọi là giúp hả? Hả, người ta phải quay xe hai mang hai mặt với chị mới gọi là giúp hả? Chị sống ở đời sao ngộ gì, bây giờ thậm chí chị kêu người ta phải là sao kê chồng sao kê con ra rồi mấy đời chồng nữa. Em thật sự một người phụ nữ người ta không nên lôi cái chuyện mà chồng con ra nói khi mà không có bằng chứng, đấy là ảnh hưởng danh dự của người phụ nữ. Còn chị á, không biết chị là cái loại gì nữa chứ chị đem cái chuyện gia đình chuyện con cái người ta ra chị nói mà trong khi chị không có một cái bằng chứng nào hết đó, chị nói người ta năm đời chồng năm đứa con rồi à, cứ thấy ông nào giàu cái bay vô hốt xong sinh vô xong ôm tài sản chạy đi cứ bỏ đi đứa con. Trời, em nói chị chứ dễ ăn vậy chị, hay chị làm rồi chị biết, chắc chị làm rồi nó chị mới biết nè, chứ thật sự là làm như dễ ăn vậy bay vô, chị nói làm như là cái gì vậy, giống như món hàng vậy bay vô cái hốt tài sản đi, sao chị không kêu anh em bà con của chị vô chị hốt thử coi cho chị biết không, đúng không cô chú chị? Đó rồi chị chê chồng người ta nào là ăn bám vái vợ rồi chồng tại sao để cho vợ đi như vậy hơn một năm này kia. Em nói thật sự ra những cái câu chuyện này chỉ giống như chị đang chửi chị và chị đang mắng chồng chị. Chồng chị chắc nghe cũng nhục lắm. Tại vì á chị cũng đã từng đi theo Hồng Loan, chị cũng từng bỏ gia đình để đi ra ngoài Bắc về câu chuyện của người khác. Đó. Tại bây giờ tại sao? Tại vì bây giờ chị đâu đi đâu được đâu. Tại vì bây giờ á mẹ con ve á thì chị không nói được, chị cam kết với ông giáo rồi là không nói. Mà không nói thì cái gì bỏ vô mồm. Thì bây giờ chị quay xe là chị nói Hồng Loan. Mà bây giờ Hồng Loan đâu có bỏ tiền ra mướn chị, cũng đâu có nhắn tin nhờ chị, hay cũng đâu có làm gì chị đâu. Mà tự chị bay vào chị bám phiếu, chị vác cái mặt lại giống như là muốn ôm đồ xuống nhà người ta ngủ đó, chờ canh chực để mà quay video để mà kiếm từng đồng từng cắc. Nhưng mà Hồng Loan nó không chịu, Hồng Loan nó thấy con người của chị nó như thế nào rồi, chị khoe giàu có quen người này người kia nhưng mà người ta xem thường đó, người ta không chịu sự giúp đỡ của chị, cái chị quay qua chị tức chị cắn đấy, mà chị càng cắn á giống như chị càng cắn chị Ni á thì giống như chị từng tàn cắn chị, tại vì chị khoe giàu có mà người ta không ủng hộ, người ta không kêu, người ta không nhờ chị mà tay nhờ cái đứa mà chị cho rằng là vô gia cư rồi không có nhà bị đuổi này kia, đúng không? Đó rồi chồng chị á, chị có chứng minh được chồng chị làm ra tiền để nuôi chị không, đúng không? Mà chị chê chồng chị Ni, chị nói những lời đó giống như chị tự chửi chồng chị. Em nói thật sự nếu mà em là một cái người nào đó mà là chồng chị chắc là cũng ngồi nhà mang nhục lắm, nghe những lời chứ nó mang nhục lắm, tại vì
ở đâu ra một con vợ đi chê chồng người ta cũng giống như tự tát vô mặt chồng mình, trong khi chồng mình chẳng bằng người ta. Thậm chí cái việc mà mẹ người ta đi gia đình ba mẹ người ta ở cái nhà nào á cũng phải theo chị là phải, tại sao mà không xây cái nhà trên tỷ để cho ba mẹ mà nhà dưới tỷ. Trời ơi, bây giờ tiền có thể là thước đo của cái sự mà yêu thương hả chị? Bởi vì con người chị nói chị sống không vì tiền, chị sống như chị lên mạng không kiếm tiền là em thấy vô lý rồi. Cái miệng của chị mở ra lúc nào cũng là tiền 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 hết, mà chị nói là chị sống không vì tiền, rồi chị lên mạng kia là chị vui thôi chứ không phải vì tiền. Trời ơi vui. Ủa, em nói chị nè, cái gia đình đây chỉ cần cái nhà mà khoảng 200-300 triệu hoặc là vài chục triệu hoặc là 500-600 triệu thôi, nói gì gia đình người ta vẫn vui, ba mẹ người ta vẫn vui, tùy theo cuộc sống của mọi người chứ đâu phải là nhà giàu phải xây nhà lầu biệt thự này kia mới gọi là thương ba mẹ. Ủa bây giờ ba mẹ người ta hả không thích ở nhà lầu, thích ở nhà lá được không? Chị có ra tìm hiểu ba mẹ của chị đi chưa? Chị có ra nói cô chú bác ơi thích ở nhà lầu hay thích ở ở nhà lá không? Đó, hay là chị ra ngoài chị biết là ba mẹ người ta bao nhiêu cái nhà không? Mà chị lên chị nói đúng rồi. Rồi chị biết trong nhà người ta có cái gì không? Đó. Nhưng mà em nói chị nghe, chốt là một câu như thế này là người ta có nghèo hay giàu không quan trọng. Mà quan trọng là người ta sống ở đời như thế nào. Người ta không làm gì ảnh hưởng tới con cái. Người ta cũng đâu đi mượn nợ đâu. Đó, đi nói gọn gàng đó. Bây giờ chỉ cần chứng minh chỉ có mượn 1.000 thôi là trả 1 triệu đó. Chị ra chị chứng minh đi. Đó, để mà kiếm tiền, để mà nhục mạ gì đi. Ra chụp hình cái nhà coi, có nhà ta có đơn sơ không. Ra ngoài hỏi bà con coi, coi ba mẹ người ta sống như thế nào. Trời ơi, ba mẹ người ta sống sung sướng 20-30 năm nay rồi. Nhà ta mấy cái đâu chị ơi. Chị lo sao quá à. Bởi vì con người chị chỉ biết tiền thôi. Mà chị nói chị đi xong xây nhà là lầu xe hơi cho ba mẹ mình ở, mà sao chị không đi qua chị làm đi, chị không giúp bà con anh chị em chị không giúp đi, chị chơi chị đi là sẽ không giúp anh chị em mà giúp người dân, thì chị sẽ sao chị cũng đi giúp người dân, mà thậm chí là chị tệ hơn cái nữa là người chị giúp người dân á mà người dân còn không thèm cho chị giúp nữa, chị bớt, bởi vì chị thấy cái con người chị sao rồi đó, đúng không? Đó, bởi vì tại sao mà ngày hôm nay chị bị như vậy, tại sao mà chị binh vô cái drama, mà nói thật sự hai cái đây hai bên điều kiện chị ăn 8-9 lá đơn là em nói thật sự ngày xưa cũng tội nghiệp chị thiệt, nhưng mà bây giờ thấy là quá đáng, quá quá xứng đáng đó, đúng không? Rồi chị nói một cái câu mà thật sự em rất là em xin lỗi, em phải cười vô mặt chị. Bây giờ chị chính chuyển qua làm thần y luôn hay gì vậy? Bây giờ chị nói cái người có người bình luận nói là chị phân tích xong á người ta khỏe ra hết bệnh luôn. Không biết ai nữa hay là tự chị tạo cái nick ảo xong rồi chị vô chỗ bình luận chị nói cái câu nói đó, không ai mà tự nhiên khơi khơi mà đi lên nói cái câu nói đó chứ. Mà giờ lần đầu tiên em nghe nói thật sự đi đi khám bác sĩ hoặc đi chữa bệnh về mới hết bệnh, hoặc đi chùa gian giái mới hết bệnh, còn bây giờ là chỉ cần lên nghe chị xôn phân tích thôi là hết bệnh luôn. Chị viết cho thành thần thần thánh quá, hết hết khoe là niềm kiêu hãnh của Củ Chi à, bây giờ là khoe rằng là nhờ mình mà một số bạn là sau khi em phân tích xong á là hết bệnh luôn. Nói chị xem chị phân tích xong gói não luôn á, hoặc là xem chị giống như chị lên chị nói giống như là diễn hài vậy đó, càng nhức đầu thêm á, chứ ngồi đó mà hết bệnh. Không biết chị nghĩ như thế nào mà chị đi lên chị tạo nick ảo rồi chị lên chị tự khen mình tăng bốc mình lên chị. Trời ơi mấy ngày nay không thấy chị lên, em nhớ chị quá, em nhớ những cái bài phân tích của chị quá. Trời ơi em nói thiệt chứ chị nhìn cái đó cũng biết là những cái nick đó chị tạo ra rồi chị tự nhắn tin để cho cái cớ chị lên, để cho cái cớ chị nói rằng chị không có thời gian quên, chị không quan tâm tới con drama này. Nhưng mà thử gấp view cái ơi, chị ngồi nhà chị gầu rĩ không đó. Rồi những cái video mà liên quan tới học lâu trước đây chị binh chị bảo vệ đó chị xóa chưa, chứ em thấy lên là chị vẫn chưa xóa đó, chị vẫn ẩn đó, chứng tỏ rằng chị vẫn sợ gớt view. Và chị nói không vì tiền thì bây giờ thôi, bây giờ em cho chị một cái để chị chứng minh nè, mai mốt chị lên đó thì chị tắt cái chức năng kiếm tiền đi, đúng không? Mình giàu có mình cần gì tiền đó, giống như cô Hằng ngày xưa phải không, lên đâu bật kiếm tiền đâu. Bởi vì mấy ông gọi là không vì tiền, không vì tiền mà lên bật kiếm tiền mà đặt quảng cáo còn nhiều hơn người ta nữa mà là không vì tiền. Bởi vì thấy không, thấy ghê gớm không đó. Bởi vì từng cái từng lời của chị nói ra thì giống như chị tự vả vô mặt mình, chị đi nói xấu gia đình ta cũng giống như là chị nói xấu gia đình mình, trong khi gia đình cũng đâu được đâu, đúng không? Bởi vì chị bớt bớt đây đi đó, nhiêu đây thì chia sẻ chị đủ hiểu rồi. Bởi vì chị mà cứ lên chị nói á thì tại sao lại người ta lại lên nói, chị lên chị nói xàm ngôn quá thì người ta phải phân tích, người ta nói ra những cái điều mà chị đang bảo biện cho sai trái của chị rồi đó. Thì đây cũng là một số những cái thông tin mà Tiến muốn chia sẻ và cập nhật gửi đến cho cô chú anh chị trong cái video ngày hôm nay. Một lần nữa cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye.